tiểu sử của ông Mỹ Linh. Ông Mỹ Linh sinh năm 1959, mất năm 1985, con nuôi diễn viên Lý Hương Cầm, là nữ diễn viên người Hồng Kông nổi tiếng thập niên 1980 với vai Hoàng Dung trong phim truyền hình Anh Hùng Xạ Điêu năm 1983. Cô được biết đến với cái tên mãi mãi Hoàng Dung. Hầu hết những người hâm mộ của Thần Điêu Đại Hiệp bản 1983 đều ấn tượng với cái tên ông Mỹ Linh. Nhờ sự hóa thân xuất sắc vào Hoàng Dung trong Thần Điêu Đại Hiệp, cô được mệnh danh là Hoàng Dung đẹp nhất. Có thể thấy rằng mọi người rất thích cách diễn giải của ông Mỹ Linh về Hoàng Dung và coi nó như một tác phẩm kinh điển. Tiếc thay, người đẹp này chết trẻ khi mới 26 tuổi. Đời tư của ông Mỹ Linh. Nói về ông Mỹ Linh, cô ấy thực sự là một đứa trẻ cay đắng. Ông Mỹ Linh sinh năm 1959 tại Hồng Kông và được biết đến với cái tên Mayer từ khi còn nhỏ vì nụ cười ngọt ngào của cô. Cha ruột của ông Mỹ Linh là một nhân viên hải quan, gia cảnh rất sung túc. Từ nhỏ, ông Mỹ Linh được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng và đã bộc lộ khả năng biểu diễn bẩm sinh của mình. Năm ông Mỹ Linh lên 7, cha cô qua đời. Khi đó, ông Mỹ Linh không được bên nội thừa nhận vì cô là con vợ lẽ nên không được thừa kế bất cứ tài sản nào của cha. Đó là khoảng thời gian hai mẹ con cô xoay sở hết sức khó khăn và phải nương nhờ cậu ruột. Sau 6 năm mẹ cô tái hôn và định cư tại Anh. Dù vậy, do những thủ tục pháp lý, ông Mỹ Linh không được sang cùng mẹ mà ở lại với cậu ở Hồng Kông trong 4 năm. Nỗi bất hạnh đầu tiên của ông Mỹ Linh là mồ côi cha từ khi còn bé, nay đến cả mẹ cũng không có ở bên cạnh. Phải đến năm 1975, tức là năm cô 15 tuổi, ông Mỹ Linh mới chuyển sang Anh sinh sống cùng mẹ và gia đình mới ở gần London. Sau đó, cả nhà định cư tại Hixton, một ngôi làng nhỏ ở Cambridge. Tại đây gia đình cô và bạn bè người thân đã cùng mở một cửa hàng nhỏ bán cá và khoai tây chiên. Ông Mỹ Linh cũng phụ giúp gia đình vào các ngày nghỉ cuối tuần và làm hết mọi việc trong nhà. Suốt khoảng thời gian ông Mỹ Linh trưởng thành từ một cô bé sang thiếu nữ, cô không có mẹ bên cạnh để chia sẻ và chăm sóc. Điều đó khiến tâm hồn ông Mỹ Linh luôn thiếu hụt một điều gì đó, khiến cô có những lúc rất yếu đuối và có những lúc nổi loạn, bồng bột ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý và những hành động của cô sau này. Ông Mỹ Linh học hết bậc tiểu học và một vài năm học phổ thông tại trường quốc tế Rosario, Hồng Kông, và tiếp tục theo học chương trình A-Level tại một trường cấp 2 ở Cambridge. Và được nhận vào chương trình A-Level 2 năm tại Học viện Cambridge. Ông Mỹ Linh tốt nghiệp ngành thiết kế vải tại trường nghệ thuật và thiết kế St. Martin. Sau khi tốt nghiệp, ông Mỹ Linh từng có ý định định cư lâu dài tại Anh sau được tuyển dụng vào vị trí trợ lý trong một công ty thiết kế. Tuy nhiên lại xuất hiện ngã rẽ khiến cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn. Năm 1980, khi mới bước sang tuổi 21, độ tuổi trẻ trung lại còn sở hữu gương mặt xinh đẹp nên cô gái năng động ông Mỹ Linh đã quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều nước Anh. Và thật bất ngờ là cô lại giành được giải thưởng danh giá Á hậu 1. Chiến thắng này khiến cô gái xinh đẹp này nhận ra được ước mơ thật sự của mình. Nó không còn nằm ở lĩnh vực thiết kế nữa, cũng không phải là công việc xoay quanh những chiếc máy khâu và vải may. Đến năm 1982, trong một kỳ nghỉ xuân về Hồng Kông, cô quyết định ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do TVB tổ chức thường niên. Tuy không đạt giải, nhưng từ đây sự nghiệp diễn xuất đã bén duyên với cô. Cuộc đời ông Mỹ Linh như bước sang một trang mới. Cô cũng từng theo học lớp diễn xuất của TVB trong vòng 4 năm. Tự sát, ông Mỹ Linh đã dại dột tự sát khi tuổi đời còn rất trẻ. Tối hôm trước khi ra đi, cô về nhà một mình, gọi điện thoại cho Thang Trấn Nghiệp nhưng không có tín hiệu trả lời. Ông Mỹ Linh đã để lại tin nhắn, nếu không gọi lại sẽ không có cơ hội nghe tiếng nói của cô lần nữa. Từ những hiểu lầm cùng sự thêu dệt của báo chí về người thứ ba dẫn đến nỗi thất vọng và rạn nứt tình cảm giữa Thang Trấn Nghiệp và ông Mỹ Linh. Ngày 14 tháng 5 năm 1985, ông Mỹ Linh tự tử tại nhà riêng bằng hơi ga. Khi từ giã cõi đời, ông Mỹ Linh mặc trên người bộ áo ngủ màu hồng. Trên nhật ký của cô còn một câu, Darling I love you. Chuyện tình tay ba và tình yêu mù quáng với Thang Chấn Nghiệp dẫn đến tự sát ở tuổi 26. Trước đó, trong khoảng thời gian sống ở Anh, ông Mỹ Linh từng yêu một người Hà Lan nhưng không được gia đình chấp thuận nên đành chia tay và trở về Hồng Kông tham gia thi Hoa hậu vào năm 1982. Tại đây, ông Mỹ Linh gặp Thang Chấn Nghiệp, người đàn ông sẽ thay đổi số phận của cô trong tương lai.
cả hai gặp nhau khi quay bộ phim truyền hình Thập Tam Muội. Khi quay phim, ông Mỹ Linh luôn nấu canh mang đến phim trường cho các bạn diễn. Dần dần, món canh của cô đã trở thành món dành riêng cho Thang Chấn Nghiệp. Điều khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên sâu sắc hơn là trong quá trình quay Anh Hùng Xạ Điêu, người ta nói rằng ông Mỹ Linh đã bị thương ở khóe mắt bên phải do sai lầm của một diễn viên võ thuật. Trong suốt khoảng thời gian này, Thang Chấn Nghiệp luôn bảo vệ cô từng bước, cho đến khi bình phục, hai người mới chính thức rơi vào lưới tình. Sau khi phim công chiếu thành công, ông Mỹ Linh trở nên nổi tiếng. Trong năm đó, cô cùng các ngôi sao khác sang châu Âu quảng bá. Sau khi trở về, cô đã xác định mối quan hệ tình cảm giữa mình và Thang Chấn Nghiệp vào năm 1982. Tháng 6 năm 1983, ông Mỹ Linh và Huỳnh Nhật Hoa đã được chào đón nồng nhiệt khi đến Anh, Pháp, Hà Lan. Đây cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc của cô và Thang Chấn Nghiệp. Tháng 5 năm 1984, Thang Chấn Nghiệp từ chối chụp chung với ông Mỹ Linh tại phim trường khi tiễn cô và Miêu Kiều Vĩ sang Singapore. Khi đó, ông Mỹ Linh đã có ý muốn kết hôn nhưng Thang Chấn Nghiệp lại chần chừ do sự nghiệp vẫn chưa vững chắc. Tiếng tăm của ông Mỹ Linh càng nổi thì tình cảm của Thang Chấn Nghiệp dành cho cô càng lạnh nhạt. Còn ông Mỹ Linh thì không hề thay đổi, vì thế cô rơi vào tình trạng đau khổ, thường đến các sàn nhảy. Khi yêu con người ta thường mù quáng, đặc biệt là tình yêu lúc còn trẻ, lúc nào cũng đặt tình yêu lên trên tất cả. Người ngoài nhìn vào cũng đều thấy được sự say đắm mà ông Mỹ Linh dành cho người yêu. Cuộc sống không chỉ có tình yêu mà còn có sự nghiệp, đặc biệt là khi sự nghiệp của hai đang bắt đầu phát triển, cả hai không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Lúc bấy giờ, Thang Chấn Nghiệp là một nam diễn viên điển trai, là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái, hơn nữa nghề diễn viên còn phải tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nữ. Chính vì thế có rất nhiều tin đồn rằng anh có rất nhiều các cô gái vây quanh. Điều này khiến cho ông Mỹ Linh không khỏi lo lắng và ghen tuông. Giây phút này, ông Mỹ Linh bắt đầu cảm thấy mất cảm giác an toàn bên cạnh Thang Chấn Nghiệp. Thay vì bình tĩnh giải quyết mọi việc, thì ông Mỹ Linh với tính tình trẻ con đã bốc đồng tìm quên trong bia rượu. Cô thường xuyên đến quán bar, hộp đêm để xả stress. Cũng từ đây hình tượng ngọc nữ mà ông Mỹ Linh khó khăn lắm mới xây dựng được đã bị sụp đổ bởi hai chữ tình yêu. Sự nghiệp của cô cứ thế mà lao dốc trầm trọng. Sau đó vì lý do công việc, cặp đôi ít khi được ở bên nhau. Đầu năm 1985, Thang Chấn Nghiệp đến Đài Loan quay phim. Trong thời gian này có tin đồn Thang Chấn Nghiệp hẹn hò với nữ diễn viên Ngô Quân Như. Điều này đã khiến ông Mỹ Linh đau khổ và có ý định tự sát. Cô uống một lần 4 viên thuốc ngủ nhưng sau đó lại hối hận và gọi điện cho bác sĩ. Lần khác, cô mở bếp gas muốn hơi gas xóa hết mọi buồn khổ của mình nhưng may bạn cô đến chơi nên đã ngăn cản kịp thời. So với một ông Mỹ Linh yêu hết mình, say đắm thì Thang Chấn Nghiệp là một cựu binh trong tình yêu. Anh cũng là một diễn viên nổi tiếng ở Hồng Kông. Trong thập niên 80, anh từng được mệnh danh là Bạch Mã Hoàng tử của nhóm Ngũ Hổ Tướng vì là hổ tướng đẹp trai nhất và có lượng người hâm mộ đông đảo nhất. Ngoài ra, anh còn có nickname là Tiểu Sinh Ngọc, diện ý là vì anh sở hữu gương mặt sáng như viên ngọc. Với vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, Thang Chấn Nghiệp lúc đó không chỉ là người tình trong mộng của nhiều người hâm mộ nữ, mà anh còn được rất nhiều sao nữ trong làng giải trí yêu mến theo đuổi và là thỏi nam châm hút tin đồn của giới báo chí. Nhiều người còn quen thuộc với Thang Chấn Nghiệp khi anh cùng với nữ minh tinh truyền hình hàng đầu của TVB ông Mỹ Linh trong thập niên 80 là cặp đôi được yêu thích nhất Hồng Kông. Mối quan hệ của hai người luôn là chủ đề bàn tán của khán giả. Sau đó, có tin đồn là Thang Chấn Nghiệp có người thứ ba, khiến tình yêu trở nên lạnh nhạt. Vào ngày 14 tháng 5 năm 1985, ông Mỹ Linh bị phát hiện đã tự sát tại nhà riêng ở đường Broadcast Drive, khu vực Cửu Long Đường, và vụ tử tự này đã gây chấn động toàn châu Á. Ông Mỹ Linh đã dại dột tự sát khi tuổi đời còn rất trẻ. Tối hôm trước khi ra đi, cô về nhà một mình, gọi điện thoại cho Thang Chấn Nghiệp nhưng không có tín hiệu trả lời. Ông Mỹ Linh đã để lại tin nhắn, nếu không gọi lại sẽ không có cơ hội nghe tiếng nói của cô lần nữa. Cô đã quá thất vọng từ những hiểu lầm cùng sự thêu dệt của báo chí về người thứ ba, dẫn đến nỗi thất vọng và rạn nứt tình cảm giữa Thang Chấn Nghiệp và cô. Nhiều người nói rằng ông Mỹ Linh tự tử là do thất tình, nhưng đó không phải là tất cả. Vì nhiều lý do, dưới sự chung sức về nhiều mặt, cộng với thất vọng về tình yêu, ông Mỹ Linh đã nảy sinh ý định tự tử. Sau cái chết của Mỹ Linh, có rất nhiều tin đồn lan truyền,
bởi vì cảnh sát phát hiện ra rằng cô đã cố gắng trèo vào hành lang và cố gắng mở cửa sổ trước khi chết. Nhưng cuối cùng cô đã chết vì trúng độc. Vì vậy, có người cho rằng cô dùng chiêu tự tử để lấy được thiện cảm của bạn trai Thang Chấn Nghiệp. Chuyên gia pháp y nhận định cô chết do ngộ độc do rò rỉ khí ga và có xu hướng nghĩ rằng mình đã tự tử. Nhiều năm sau, Thang Chấn Nghiệp nói trong một cuộc phỏng vấn, có lẽ cô ấy rất nổi tiếng vào thời điểm đó, và một khi cô ấy phải chịu áp lực khác, nó có thể còn áp lực hơn cho cô ấy, và cô ấy không muốn bản thân mình sa ngã. Bạn cầm lấy cái này, đừng nhìn nó. Nặng nề quá, bạn không quan tâm, có lẽ tốt hơn là nên lạc quan. Nếu một người luôn muốn là người đến trước, thì trong lòng bạn sẽ không chịu được áp lực tương ứng, nhất định sẽ nảy sinh vấn đề. Cô ấy thế này trong công việc, và cả trong tình yêu, áp lực nhân đôi khiến cô ấy mệt mỏi hơn. Trên thực tế, ông Mỹ Linh không có bất kỳ người bạn nào vào thời điểm đó và cô ấy quá chú trọng vào mối quan hệ và sự nghiệp của mình. Người yêu duy nhất không coi trọng cô ấy và thậm chí có khả năng chia tay. Sự nghiệp áp lực, có khả năng chia tay, có thể nảy sinh ý định tự tử. Nghe nói khi đó ông Mỹ Linh yêu Thang Chấn Nghiệp quá sâu, Thang Chấn Nghiệp cũng lận đận trong một khoảng thời gian. Ông Mỹ Linh cũng bỏ tiền ra mua nhà chung sống với Thang Chấn Nghiệp, Thang Chấn Nghiệp cũng hứa sẽ kết hôn với Mỹ Linh trước mặt gia đình cô, nhưng những lời đồn thổi từ bên ngoài khiến Thang Chấn Nghiệp không được khỏe. Sau đó, sự nghiệp của Thang Chấn Nghiệp được cải thiện một chút, và anh còn đóng một bộ phim đam mỹ với Chung Sở Hồng, người đang nổi đình nổi đám lúc bấy giờ. Điều này cũng khiến ông Mỹ Linh, người đang rất xúc động, rất bức xúc và đã chụp một bộ ảnh gợi cảm cho một tạp chí trong cơn tức giận. Vì tình cảm sâu nặng nên ông Mỹ Linh vô cùng thiếu an toàn cho mối quan hệ này, lại không có người thân bên cạnh có thể chia sẻ những lo lắng nên ông Mỹ Linh thường bị áp lực tinh thần rất lớn. Trong khoảng thời gian này, cả hai cũng thu hút những tin đồn. Chẳng hạn như giữa ông Mỹ Linh và Châu Thế Long. Một số người phân tích rằng một mặt, ông Mỹ Linh không có bạn bè, mặt khác, cô muốn lợi dụng Châu Thế Long để thu hút sự chú ý của Thang Chấn Nghiệp. Châu Thế Long, con trai của một gia đình giàu có, lúc đó đang ráo riết theo đuổi ông Mỹ Linh, nhưng bị cô từ chối. Thế giới bên ngoài truyền ra rất nhiều Thang Chấn Nghiệp, Châu Thế Long. Ông Mỹ Linh mối tình tay ba, Thang Chấn Nghiệp sau đó giải thích, đó không phải là sự thật. Tôi chỉ nghe thấy tên của Châu Thế Long. Trước khi ông Mỹ Linh tự tử, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Miêu Kiều Vĩ đã mời Thang Chấn Nghiệp đi bơi ở Vịnh Ripun, cùng với Thích Mỹ Trân và Ngô Quân Như. Muốn thử độ ghen của ông Mỹ Linh, Thang Chấn Nghiệp đã cố ý chụp những bức hình thân mật với Ngô Quân Như và dĩ nhiên là ông Mỹ Linh đã thấy được những bức hình đó qua báo chí. Điều này dẫn đến tranh chấp giữa hai người. Một ngày trước khi xảy ra vụ tự tử, người ta nói rằng cả hai đã cãi nhau trong phòng thay đồ, ông Mỹ Linh đã khóc và nói những điều như chia tay và cuối cùng bỏ đi. Cũng không ai biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đến rạng sáng ngày 14 tháng 5, Hoàng Dung xinh đẹp nhí nhảnh ngày nào của chúng ta đã không còn nữa. Châu Thế Long, người theo đuổi ông Mỹ Linh cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 14, anh nhận được cuộc điện thoại của người đẹp, vừa khóc vừa nói cuộc sống của cô vô cùng đau khổ. Sợ cô có những suy nghĩ dại dột, Châu Thế Long đến nhà của ông Mỹ Linh nhưng không ai mở cửa, anh nghĩ cô không có nhà và lại rời đi. Sáng hôm sau quay trở lại, Châu Thế Long ngửi thấy mùi ga trước cửa chính và tìm cách vào nhà ông Mỹ Linh từ cửa sổ. Anh phát hiện ra ông Mỹ Linh bất tỉnh và nhanh chóng cùng bảo vệ tòa nhà đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, cô đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Theo các phương tiện truyền thông Hồng Kông đưa tin, ông Mỹ Linh mặc một chiếc váy ngủ màu hồng và ngồi trên ghế sofa, bàn chân bị phồng lên và bất tỉnh khi qua đời. Quyển lịch đầu giường còn lưu lại dòng chữ, Darling, I love you. Sự ra đi bất ngờ của ông Mỹ Linh là một cú sốc lớn với làng giải trí Hồng Kông, là nỗi hối hận vô bờ của Thang Chấn Nghiệp đến cuối đời và cả Châu Thế Long. Người đã tự dằn vặt mình trong một khoảng thời gian dài vì đáng lý ra anh có thể cứu ông Mỹ Linh. Nhưng tất cả những hối hận đã quá muộn màng. Ông Mỹ Linh đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 26 trẻ trung. Tang lễ của cô được cử hành một cách long trọng, với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Hồng Kông và sự thương tiếc của nhiều khán giả. Chỉ có thể nói ông Mỹ Linh là một người phụ nữ bất hạnh và là một người phụ nữ hết lòng vì tình yêu của mình. Có lẽ, nếu ông Mỹ Linh không bướng bỉnh và quá cố chấp, cô đã không mất trí, có lẽ
nếu ông Mỹ Linh không quen biết Than Chấn Nghiệp mà là những người khác trung thành với tình cảm của cô như cô, thì cô đã không tự sát. Và có lẽ, nếu ông Mỹ Linh được sinh ra trong một cuộc sống hạnh phúc, gia đình cô ấy vui vẻ, luôn quan tâm hỏi han chăm sóc cô ấy, thì không có chuyện ông Mỹ Linh sẽ quyết định tự tử dễ dàng như vậy được. Nam diễn viên gạo cội Tần Hoàng, bạn diễn trong vai Chu Bá Thông của bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu tiết lộ cô đã có dấu hiệu bất thường từ 2 ngày trước khi giã từ cuộc sống. Tần Hoàng cho biết, 2 ngày trước khi ông Mỹ Linh qua đời, nam diễn viên từng thấy cô ngồi một mình khóc ở cầu thang. Ông còn cho biết thêm một chi tiết gây xôn xao, tôi không nhớ rõ đó là vai diễn nào nhưng sau đó Trương Mạn Ngọc đã thay thế ông Mỹ Linh. Tần Hoàng cũng tiết lộ thêm, anh và ông Mỹ Linh có mối quan hệ khá thân thiết, thường xuyên trò chuyện với nhau. Nếu có cảnh quay nào của ông Mỹ Linh chưa được tốt, Tần Hoàng chẳng ngại ngần chia sẻ thẳng thắn, nàng Hoàng Dung cũng sẵn lòng nghe sự chỉ bảo của đàn anh. Nhớ đến cái chết của ông Mỹ Linh, Tần Hoàng than thở, thực ra chuyện tình cảm của một cô gái trẻ, chúng tôi cũng không tiện hỏi quá nhiều. Không ai ngờ rằng hậu quả lại bi đát đến như vậy. Sự nghiệp diễn xuất của ông Mỹ Linh thành công vang dội với vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim kinh điển Anh Hùng Xạ Điêu. Năm 1980, ông Mỹ Linh giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều tại Anh Quốc. Sau đó trở về Hồng Kông tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1982. Nhưng do thân hình nhỏ bé, ông Mỹ Linh chỉ đứng hàng thứ 8. Nhờ có vốn tiếng Anh lưu loát và khả năng giao tiếp tốt, ông Mỹ Linh đã được đài TVB tuyển dụng. Cô đã ký hợp đồng 2 năm làm MC cho đài truyền hình này. Tháng 9 năm 1982, có trong tay một lực lượng diễn viên trẻ hùng hậu do chính mình đào tạo, hãng truyền hình TVB quyết định tái dựng lại những tác phẩm của nhà văn võ hiệp Kim Dung. Cũng như khi thực hiện Thiên Long Bát Bộ trước đó, họ tạo cơ hội cho nhiều gương mặt mới ra lò cho phim Anh Hùng Xạ Điêu như Huỳnh Nhật Hoa vai Quách Tỉnh, Miêu Kiều Vĩ vai Dương Khang, Dương Phán Phán vai Mục Niệm Từ, Dương Tạo Thời vai Hoa Tranh cùng dàn bao vững chắc gồm Tần Hoàng vai Lão Ngoan Đồng, Tăng Giang vai Hoàng Dược Sư, Huỳnh Văn Tuệ vai Mai Siêu Phong, Lý Tư Kỳ vai Bao Chỉ Nhược. Tuy nhiên, đến vai Hoàng Dung, họ đã gặp nhiều khó khăn vì Hoàng Dung là nhân vật linh hồn của tác phẩm. Việc thành bại của bộ phim phụ thuộc rất nhiều vào lựa chọn diễn viên thể hiện. Để có thể tìm ra nàng Hoàng Dung, TVB đã tổ chức một cuộc casting công khai mang tên Hoàng Dung Lý Tưởng, thu hút rất đông những ứng viên là các cô gái trẻ chưa từng đóng phim và cả những diễn viên của các hãng đối thủ. Sau nhiều vòng tuyển chọn, cuối cùng còn lại 6 ứng viên: Hoa hậu ATV đầu tiên Lê Yến Sang, Hoa hậu Hồng Kông Lương Vận Từ, ca sĩ Hàn Tiểu Hồng cùng 3 gương mặt trẻ của TVB, Lưu Hồng Phương, Tư Mã Yến và ông Mỹ Linh. 6 cô gái này đều xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, thật khó để lựa chọn tiếp. Thế là TVB đành mời nhà văn Kim Dung đích thân tìm ra nàng Hoàng Dung mà ông từng tưởng tượng khi sáng tác tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu. Xuất hiện trước mặt Kim Dung, ông Mỹ Linh thua thiệt các đối thủ cả về nhan sắc lẫn chiều cao. Song, cô lại thu hút sự chú ý của ông vua truyện võ hiệp bằng phong cách trẻ trung, tự tin của một cô gái trưởng thành ở phương Tây. Trong trang phục của vai diễn, ông Mỹ Linh đã rất thông minh khi chào Kim Dung bằng ngôn ngữ võ hiệp. Hoàng Dung, con gái của đảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư xin bái kiến tiền bối Kim Dung. Chỉ một câu nói này thôi, ông Mỹ Linh đã ghi điểm và được Kim Dung chỉ định là người đảm nhận vai Hoàng Dung. Thế là ông Mỹ Linh đã vượt qua hơn 3.000 ứng cử viên sáng giá để vào vai Hoàng Dung. Ngày 21 tháng 2 năm 1983, bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu chính thức được phát sóng trên màn ảnh nhỏ TVB và lập tức tạo cơn sốt ở Hồng Kông. Mặc dù vừa mới được yêu thích khi xuất hiện với vai Song Cách Cách trong phim Thập Tam Mùi trước đó vài tháng, nhưng ông Mỹ Linh vẫn bị chê khi đảm nhận vai Hoàng Dung. Có người bảo cô không đủ xinh đẹp, có người nói biểu cảm gương mặt của cô quá tây, thậm chí cô còn bị so sánh với Mễ Tuyết, cho rằng chỉ là một bản sao. Vì bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, vừa quay vừa phát sóng nên từ những góp ý của khán giả, ông Mỹ Linh đã điều chỉnh lại diễn xuất của mình, để rồi sau đó mọi người cùng thừa nhận cô là Hoàng Dung Lý Tưởng. Thành công của vai Hoàng Dung, thành công của bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu đã đưa tên tuổi của ông Mỹ Linh trở thành ngôi sao sáng giá nhất trên màn ảnh nhỏ TVB, được khán giả Hoa ngữ khắp thế giới yêu thích, ngưỡng mộ. Cô đã chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nhí nhảnh, đáng yêu, thông minh và cá tính. 2 năm liền 1983-1984, ông Mỹ Linh đều có tên trong danh sách 10 ngôi sao truyền hình được yêu thích nhất.
cô còn được nữ diễn viên Lý Hương cầm nhận làm con nuôi. Sự nghiệp của ông Mỹ Linh bắt đầu tuột dốc, với sự thành công của Hoàng Dung đã giúp cho ông Mỹ Linh có nhiều cơ hội hơn trên con đường diễn xuất. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông Mỹ Linh cũng bắt đầu xuống dốc theo bộ phim Thiên Sứ Kỳ Môn năm 1985. Những bộ phim cô tham gia sau đó đều không thành công, Sở Lưu Hương, Giáp Nhân Tâm, các vai diễn này của cô không được đánh giá cao và sự hưởng ứng từ khán giả. Cô dần bị lãng quên, sự nghiệp bắt đầu đi xuống. Có lẽ, cái bóng của Hoàng Dung quá lớn nên hầu hết những vai diễn sau này của cô không như ý, điều này khiến người đẹp cảm thấy bế tắc và không tìm được lối đi riêng cho mình, sự nghiệp của cô cũng không được phát triển như trước. Với sự mềm yếu từ trong tâm hồn, ông Mỹ Linh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu trầm cảm. Không phải vì vai diễn nhỏ mà là cô cứ lặp lại những vai diễn cũ. Những điều này không hẳn là lỗi của ông Mỹ Linh nhưng tâm trạng của cô không tốt, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc diễn xuất. Bộ phim Khiêu Chiến hợp tác với Lương Triều Vĩ đã khiến ông Mỹ Linh gặp nhiều áp lực. Phản ứng của bộ phim không tốt đã khiến cô chịu nhiều áp lực về tâm lý. Vì thế khi trả lời phỏng vấn, ông Mỹ Linh đã nói: "Tôi thừa nhận trong năm qua tôi bị phân tâm, không có chút cố gắng." Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.